Thùy Tiên đạt điểm 10 khi lên tiếng về chuyện bị hắt hủi tại sự kiện. Hương Giang có thái độ khác hẳn. Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71, số đo 3 vòng 836292. Thùy Tiên là cô gái có kinh nghiệm thi đấu sắc đẹp. Cô từng là Á khôi 1 tại Hoa khôi Nam Bộ 2017, trước khi lọt top 5 và là người đẹp nhân ái của Hoa hậu Việt Nam 2018. Cô từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu quốc tế 2018. Ngày 18 tháng 9 năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên chính thức nhận SAS Miss Grand Việt Nam 2021 từ Á hậu Ngọc Thảo và trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Grand International 2021 tổ chức ở Thái Lan. Trong đêm chung kết trải qua nhiều phần thi ứng xử, Thùy Tiên vẫn luôn nhấn mạnh về câu chuyện truyền cảm hứng của mình. Thật lòng khi bắt đầu cuộc thi, tôi không nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả quê nhà. Nhưng nếu bạn biết theo đuổi ước mơ và cố gắng phấn đấu, bạn sẽ thành công. Vì thế, bạn hãy bắt đầu giấc mơ của mình ngay từ bây giờ. Với Hoa hậu Hòa bình quốc tế, giấc mơ của tôi đã thành hiện thực. Kể từ sau khi đăng quang, Thùy Tiên trở thành tâm điểm quan tâm của công chúng. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Thùy Tiên sẽ dành toàn bộ số tiền thưởng có được từ ngôi vị Hoa hậu để làm thiện nguyện. Ngoài nhan sắc tài năng, Thùy Tiên còn được khán giả yêu mến bởi tính cách hòa đồng thân thiện. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip của Thùy Tiên trong một sự kiện trước khi cô nàng đăng quang. Cụ thể, trong đoạn clip trên, netizen thấy Thùy Tiên không nhận được sự chào đón của mọi người khi tham gia sự kiện, thậm chí còn bị mời xuống thảm đỏ. Về phía Thùy Tiên, khi xem lại clip trên, người đẹp chia sẻ, Tiên cũng không nhớ về việc này. Lúc xem clip, Tiên khá bất ngờ vì chẳng có ký ức nào về việc đấy. Tiên cảm thấy cũng không có gì là đáng trách, đó chỉ là một quy luật. Khi mình chưa nổi tiếng, chưa là ai, nhưng nếu có khách mời quan trọng đến thì mình bị mời xuống cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tiên không buồn hay tủi thân, vì đó là những động lực khiến Tiên phải cố gắng nhiều hơn để thay đổi vị trí của mình. Những lời tâm sự của Thùy Tiên được khán giả nhận xét là đầy tinh tế và rất thông minh. Mọi người đều cảm thấy vui mừng cho nàng hậu khi giờ đây cô đã thay đổi vị trí của bản thân trong showbiz. Ngoài Thùy Tiên, cũng có nhiều show việc khác từng bị ngó lơ tại sự kiện. Trong số đó có Hoa hậu Hương Giang. Sự việc xảy ra khi mỹ nhân này xuất hiện tại thảm đỏ liên hoan phim Cannes lần thứ 75 để tham dự buổi ra mắt phim The Star at Noon. Trong lần đầu đổ bộ sự kiện hot mang tầm vóc quốc tế này, Hương Giang chọn chiếc váy trắng tinh bồng bềnh như công chúa. Ngoài ra, bộ đầm còn có thiết kế cúp ngực để khoe vai trần gợi cảm và vòng eo con kiến của nàng hậu. Tuy nhiên, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh Hương Giang sải bước trên thảm đỏ. Theo đoạn clip và một số hình ảnh được chính Hương Giang đăng tải, nhiều người nhận xét nàng hậu ít được cánh phóng viên tác nghiệp chú ý. Cả ống kính máy quay hầu hết đều đưa về hướng khác, thay vì tập trung vào phần tạo dáng của cô trên thảm đỏ. Nói về việc xuất hiện trên thảm đỏ và phản ứng của truyền thông quốc tế, Hương Giang thổ lộ, khi phóng viên quốc tế không biết mình là ai, liệu họ có chụp hình mình hay không, chụp rồi thì cũng không biết lấy hình ở đâu khi photo của mình không thể vào bên trong thảm đỏ. Tất cả hình ảnh của sự xuất hiện phụ thuộc vào hên xui. Trước đó, Hương Giang chia sẻ cô được mời xuất hiện tại sự kiện với tư cách là đối tác kinh doanh, chứ không phải nghệ sĩ quốc tế, nên chỉ tham dự với tâm thế trải nghiệm. Lý Nhã Kỳ cũng là một trong danh sách này. Theo đó, trong 2 ngày đầu, nữ diễn viên xuất hiện tại liên hoan phim Cannes 2022, nhiều cư dân mạng cho rằng cô bị truyền thông quốc tế ngó lơ trên thảm đỏ. Trong một số bức ảnh được đăng tải, Lý Nhã Kỳ tạo dáng trên thảm đỏ, nhưng ống kính máy quay, máy ảnh hầu hết đều hướng về phía khác. Không trực tiếp lên tiếng thanh minh, Lý Nhã Kỳ phản hồi bằng hành động. Diễn viên đại gia đăng tải loạt ảnh của cô được truyền thông quốc tế chụp lại như lời khẳng định rằng mình vẫn luôn được quan tâm. Cô viết sau 6 mùa xuất hiện và xây dựng hình ảnh ở Cannes, Kỳ rất vui khi luôn là gương mặt quen thuộc với các tay máy bởi gu thời trang luôn khiến người ta chờ đợi dõi theo. Đặc biệt là Getty Images đã luôn bắt lấy những khoảnh khắc thật đẹp của Kỳ trên thảm đỏ và truyền tải đến các khán giả quốc tế.